Kính thưa quý vị khách quý, các chị thân mến, chúng ta vừa trải qua những phút giây thật lắng đọng và tuyệt vời trong buổi lễ phu quy mừng hạnh phúc trăm năm đến cô dâu Ra Lan Hờ Giáp và chú rể của Sơ Mát. Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những món ẩm thực thơm ngon hấp dẫn đến từ nhà hàng tiệc cưới Xuân Nguyên, đến từ mảnh đất Đắk Lắk. Và chương trình giao lưu nhạc mừng hạnh phúc trăm năm đến cô dâu và chú rể cũng xin được phép. MC Hồ Buôn cũng xin giải tặng tới toàn thể quý vị khách quý, cô dì chú bác. Và với một nhạc phẩm rất là quen thuộc mang tựa đề Bên Trên Tầng Lầu. Trưa ngày hôm nay, sôi động hơn, quý vị ai có thể dành tặng cho MC một tràng pháo tay được không ạ?